xin chào tất cả cô chú anh xem đã quay lại với kênh của em ha. thì hôm nay em lên vườn của anh thương quay cho anh chị em mình xem một số tác phẩm hiện tại đang được tạo tác nuôi dưỡng tại vườn của anh thương ha, anh em thì, à, hôm nay em cũng à, lên clip rất là ít tại vì cái chòi của em ở chòi mát á, hiện tại em cũng đang chỉnh sửa lại ha, để à, nới gọng ra để à, có cái không gian trống nhiều khi có khách cứa đầu ghé thì không có chỗ ngồi thì hiện tại cũng đang chỉnh sửa lại nên hôm nay không có lên clip chia sẻ cho anh chị em mình được thì em cũng đi qua quay lên giường của anh thương này em quay cho anh chị em mình xem mình chơi ha anh vừa anh thương thì hiện tại cũng đang gom rất là nhiều cây hết nè thì đa số là mai vàng với kiển xanh thì cũng khá là nhiều đây, những cái cây hàng phôi ha cũng mới nhập vô nè nè nói chung phôi thì cứ có thời gian mà mình làm á thì mình cứ mua về mình trữ ở đây khi nào mà cây già khỏe mạnh thì mình sẽ ghép thôi À, tới hồi mà đợi để mình tới cỡ công việc làm của mình đó mà thì ấy là sẽ không có cây nên đây nè một số thì ghép một số thì phôi ha phôi làm cũng rất là kỹ ha nè đây vô chậu xong phở thông mát chứ xịt nước cái giai đoạn đầu này thôi nha nên anh em tại cây mà nó chưa có tược chưa có lá nên hút nước là hết ha cái còn anh em mình cũng có hỏi là ghép cái giống gì đó thì nói chung là mà anh em thích giống nào thì anh em mình ghép giống đó thôi Ha, phú tân thủ đức siêu bông bình lợi siêu bông sài gòn gì đó cúc thọ hương gì đó anh em mình thích dòng nào thì mình ghép dòng đó thôi mình chơi cho mình ha. còn ví dụ như mà anh em làm thương mại thì à, người ta đang cần cái giống nào thì anh em mình sẽ tập trung ghép cái giống đó vô để mình bán còn nói chung là anh em mình chơi thì mình thích giống nào thì mình cứ ghép giống đó thôi mình chơi cho mình chứ đâu phải mình chơi cho ai đâu mà mình phải ghép theo ý thích của người ta ha, mấy cái phôi này thì cũng lên tược rất là khỏe mạnh nè anh em chắc trồng đa số ở đây hầu như là cái khúc của em á cái cái tăng thiền này thôi còn anh em mình ở dùng những cái dùng khác anh em mình có những cái chất trồng khác thì anh em mình cứ trồng còn đây hầu như là đa số đã cứ trấu sơ dừa à, có thể có thể thêm rễ dừa nếu mà mình trồng ở trên chậu ha còn nếu mà mình trồng ở dưới bồn lớn cây trồng chơi lâu năm thì hầu như là người ta sẽ trồng bằng đất gặt ghi đất với rễ dừa à, còn nếu mà trồng trên chậu thì cứ trấu sơ dừa với rễ dừa thôi nha cái chất trồng tơi xốp dễ thoát nước tại mình trồng trên chậu á, anh em là nó sẽ rất là dễ bị thúi uống nước nha nó không thoát nước tốt á nên mình cần cái chất trồng phải tơi xốp nha đây một số thì vừa ghép vừa mới ghép ha còn một số thì tháo bịch phôi thì nói chung là làm vào cái thời gian nào cũng được thiếu dụ như mình có nhà mát có nhà để che nắng che mưa thì mình làm hầu như là cái giai đoạn nào mình làm cũng được đây những cái cây mà ghép dính tháo bịch ra anh em ha đi rất là sung ha anh em muốn nó được sung như vậy á là mình phải cần rất là nhiều cái yếu tố nha anh em thứ nhất là cây của mình nó phải khỏe mạnh nó rồi sung dễ cám ra nhiều cây mạnh khỏe thì mình kết hợp với mình ghép cái bo mạnh bo ngon thì nó sẽ đi tược rất là khỏe mạnh như vậy chứ anh em mình nhắm đi đâu phải cái vậy đâu có tưới phân gì đâu anh em cây giống như những cái cây này hầu như là chưa tưới phân ha. chủ yếu là cái cây nó sung ở cái giai đoạn đầu tiên ha thì nó sẽ đi lên được nguyên một cái chùm tược như vậy chứ không phải là anh em mình cứ thấy nó tốt nó đi được dài như vậy cái anh em mình nói tưới phân gì sao tốt quá vậy nó chưa hề tưới phân những cái giai đoạn này là chưa hề tưới phân chỉ là tưới dưỡng ghế thôi tới lúc ghép như thế này cây mình khỏe mạnh cộng thêm bo ngon thì mình ghép cho nó sẽ tủa ra được một chùm như vậy chứ không phải là không phải phân thuốc nó mới tốt được như vậy đó anh em cái giai đoạn đầu này hầu như là em cũng chia sẻ cho anh em mình rất là nhiều video ha từ lúc vô phôi mình chỉ tưới dưỡng rễ tưới năm ba lần gì đó rồi cây mạnh khỏe sung đúc bo vô là những cái cây như thế này là chưa hề tưới phân chỉ tưới dưỡng rễ thôi nó khi mà nó già được một hai cơi rồi bắt đầu mình mới vô phân cho cái bo của mình nó mập lên đây này có những cái cây mai gừng này lên được âm um tùm này anh em heo đó thì những cái cây này mình cũng chờ ghép chờ tới thời điểm ngon làm thì mình sẽ ghép thôi À, Nhiều như, còn một số ở đây á là ghép nó đã khỏe mạnh rồi nè thì mình tiến hành mình đưa ra nắng à, nó sẽ chạy từ rất là dài chủ yếu là tưới dưỡng cái giai đoạn này thôi như cái cây này là bắt đầu mình vô phân được rồi nè nó già đọt nó già phẳng đến cái cơ thứ hai à, y gan như cắt đôn mai vàng vậy đó ghép nó cũng y gan như cắt đôn luôn khi mà nó ra cơ một xong mình cũng đừng dội vô phân ha già cơ một đi cơ hai thì nó cũng tầm khoảng là một tháng rưỡi cho đến hai tháng à, thì trong lúc đó là mình tưới phân tưới dưỡng rễ cũng được từ 4 sẽ đến 6 lần rồi bắt đầu mình ra cơ hai bắt đầu mình mới tưới phân như vậy là mình bắt đầu mình vô phân nè vô phân để làm chi để cho nó mập nha. còn cái giai đoạn đầu này nó chỉ đi tược thôi nó sẽ ốm nó sẽ thưa nách gì đó nhưng mà cái giai đoạn đó mình cần phải cho nó vượt để nó rước cái cây nó khỏe lên đây nguyệt quế đồ nó cũng bỏ lộn xộn tới đây nè ha nguyệt quế này thì nuôi cũng rất là lâu năm nha nè nguyệt thấy vậy chứ nuôi lâu năm lắm nuôi cốt cành nó cân là mới lâu đây, những cây to hơn nè nó cây này cắt đôn của hồi tết nè thì hôm nay nó cũng đã ra cây một ha. lúc gài ấy, có một số cây ha. thí dụ như cây khỏe mạnh cắt đôn sớm á, thì nó sẽ đang đi cây hai có những cái cây mà mình chơi hoa sau khi tết thì bây giờ nó chỉ mới già cây một thôi chuẩn bị nhóm cây hai thì như cây cây này nó già cây một nó cũng bị chuẩn bị nhóm cây hai nè ha nè cây này cũng khá quái nè cây thân nằm bò dài lá cũng xanh mướt ha nè chưa đâu cái cây một á nó không có ngon đâu cái cây một là cái cây mặc định nó đi gán tại vì mình chơi tết chơi hoa cái cây của mình nó bị suy ha mình đi cây một là chủ yếu là mặc định cái cây một là cái cây mặc định chưa biết cây mạnh hay cây yếu đâu ha, cái cây một á ra cây hai mới biết cây mạnh hay cây yếu Ở đây cũng có một cái cây đổ nè cây đổ này cũng uh, vip nè đẹp ha, đổ rất là đẹp đường thân đổ đẹp ha cây này cũng sung vô chậu đẹp luôn ha mấy cái cây này thì nó thấy vậy chứ nhanh chơi lắm anh em trong vòng 2 năm là anh em mình có chơi rồi tại sao có những cái cây lại nuôi 5 7 năm có những cái cây lại nuôi 1 2 năm là đã có chơi tại vì cái cái phôi cái phôi nó đã có cốt cầm cầm nó đã chuẩn sẵn rồi y gan như cái cây của mình từ một cái cây tán đầu đinh vậy đó cái cây không có gì để mình nuôi lên lấy được cái bộ cầm thì cái cây này nó đã nằm cái phôi của nó là cái phôi nó quá chuẩn rồi nó đã cốt cành nó đã hết 50 phần trăm rồi bây giờ mình chỉ tạo tàn bông thôi ha. nên nó rất là nhanh bởi vậy phôi nó mắc hay ghẻ là cũng ở cái vấn đề đó đó em có một số anh em hỏi tôi cái phôi vậy sao mà tới bảy tám chục triệu mắc như vậy có cây cây kia tôi mới mua anh em cứ quan trọng hoành không à cái cây kia tôi mua 50 hoành mua có 2 triệu à cái cây này ông cũng ông có 45 hoành mà sao ông bán tới năm như vậy tại vì cái cây cái cây của anh em mua có 2 triệu anh em bắt buộc phải nuôi tới 7 8 năm nữa nó mới đẹp còn cái cây này người ta mua 45 triệu 50 triệu thì người ta nuôi trong vòng 1 đến 2 năm là người ta đã có chơi rồi ta bỏ số tiền ra cao thì cái cây của người ta nó đã chuẩn có cốt cành sẵn rồi nè, như cây đổ này cây đổ này hồi tết nó nở bông đâu phải là chơi tết là cái cây của mình nó bị suy đâu anh em mình chơi tết đúng cách chơi tết đúng cây của mình nó sung mãn chơi chơi tết hoa rất là gộ như cây này anh em cây này hoa năm rồi nó nở kín cây nhưng mà sau khi mình cắt đôn là nó lên đâu có thua ai đâu phải không thì tại sao được như vậy chất trồng mình ngon chất trồng mình tơi xốp chất trồng mới chất trồng ngon nha cây của mình nó sung thì cái sức khỏe cái cây của mình nó thừa sức để nó chơi hoa chơi hoa xong rồi anh em có đi được nè nó chứ đâu phải là không chơi hoa nó mới đi được được như vậy đâu cây này thì anh em mình quá gần nó rồi ha cây này thì hồi xuân bến tre em cũng có quay cho anh em mình mấy lần rồi đó cây chơi hoa cứng cả cây nhưng mà về cắt đồ vẫn sung vẫn tốt đâu có bị suy nó mình sắm được một cái cây mai chất lượng mình chăm sóc nó như thế này mình chơi rất là bền nó, chơi xong chơi cái tết chơi quá trời đã luôn nhưng mà qua tết cắt đồ đi tược sung chưa chắc về những cái cây khác nó sung bằng cây này nó mình chăm sóc nó hiệu quả thì mình nhận lại được cái kết quả như thế này đây nè em còn thay gì ví dụ như anh em sẽ nói ngược lại anh em nói tời cái cây của tôi năm rồi nó mở bông đẹp dữ lắm đẹp luôn nở quá tời luôn cái năm nay nó bị suy si luôn đó tại vì anh em mình chăm sóc không đúng cách thay phân không đúng cách tưới phân không đúng cách thì nó làm sao mà nó hiệu quả đâu còn như cái cây của người ta người ta chơi bông kính cả cây chơi từ bữa 28 chơi cho tới mùng 7 mùng 8 mùng 9 người ta mới cắt đôn đây mà nó lên nó sung nè đó thì cái cái khâu này là cái khâu chăm sóc ha một là chất trồng chậu phải thoát nước chốc tầm phơi xốp ngon lành đó nó mới hiệu quả được chứ anh em cái này này súng kìa năm sau có thể là vip hơn đây cũng có mai chữ thủy mấy cái cụm gừng này cụm gừng này hồi đợt mới sửa em cũng có quay cho anh, chị em, anh xem mình xem nè ha hôm nay nó cũng âm um tầm bởi vì làm kiển này nói chung là công việc nó sẽ xoay rất là nhanh y gan như mần cỏ vậy đó anh em mần cỏ tháng trước tháng sau đã là lên âm um tầm cái kiển này cũng y gan như mần cỏ vậy đó anh em đơn giản hiểu vậy cho nó dễ à, anh em mới vừa sửa nó xong nhưng mà quay quanh tháng một cái là nó lên âm um tầm là bắt đầu sửa nó tiếp nữa rồi y gan như bằng cỏ, bằng cỏ định kỳ cứ một tháng bằng cỏ, một lần một tháng bằng cỏ, một lần cái cây cũng y gan nha. Đây, cây nguyệt quế này nuôi cốt cũng khá là lâu rồi nè. Bịch đế, cái này đùa đẹp rồi bịch đế nha. Cốt cạnh, nguyệt nuôi lâu lớn cốt lắm anh em ơi. Anh em mà có chơi nguyệt chuyên nhiều nguyệt thì anh em mình biết nha. những cái cây mà ví dụ như cắt phôi lên, bắt đầu nó lên nhánh vô dây chỉnh sửa, không nuôi cốt mà lấy cái phơm tàn á, thì mấy cái cây đó nó rất là nhanh nguyệt nó chia nó khó hơn mai vàng nhiều nha anh em ví dụ như anh em mình nuôi kinh tế anh em mình chỉ cần mua phôi ghép vô bệnh tàn cho nó tròn ra y gan như cái cây mai vàng vậy đó thì nó sẽ rất là nhanh chơi còn những cái cây mà người ta nuôi cốt người ta dỗ cốt lên bằng bắp tai cổ tai bắp tai rồi thì những cái cây đó năm bảy năm chục năm không đó anh em còn những cái hàng nói chung là gọi là cái hàng thương mại cái hàng chợ nhanh bán thì nó sẽ dễ dễ dàng lắm còn những cái hàng này nó chuẩn thì mình cực nuôi lắm đây như cây mai vàng này anh thường cũng mới ghép hồi nhà. tết nè cây này cắt phôi lại ghép nè đi tuột dài nè cái giai đoạn đầu người ta đâu có cần mập đâu anh em thấy không nếu mà mình tưới phân vô nó mập nó sẽ bị ngửng cây nha bắt đầu mình bỏ cho nó đi nó ốm kệ nó mình tại vì cái nước đầu này mình phải vô dây mình chỉnh sửa nó nè mình đâu có cần nó mập đâu cho nó đi tuột dài 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 đại đi bắt đầu vô dây chỉnh sửa định hình nó rồi bắt đầu mình mới vô phân cho nó mập à hồi đầu tiên cái giai đoạn đầu tiên này anh em mình cứ thả thoải mái cho nó đi dài 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 dài, nó ốm chạy đó bắt đầu mình vô dây mình chỉnh sửa xong rồi Nha, ra cơi hai cơi ba cơi bốn gì đó rồi bắt đầu mình mới đưa phần mập vô Nha. cái này như nó ghép bánh tre hay gì cái, cái 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 cái, cọng nó ốm nó đi dài cái cọng ốm bánh tre phú trân cái lá này chắc phải là dấu bánh tre không chừng gốc rất là quái luôn ha cây này lúc trước là một cái cây cao bắt đầu mới cắt hạ lùng xuống chơi cái hình thú anh em giống như anh em mình phá dòng nào anh em mình chơi dòng đó thôi rất là nhiều dòng để cho anh em mình chơi mỗi một dòng nó có một cái đặc điểm hay nha anh em đây cái tùng này cũng được dễ nhiều hồi năm rồi nữa anh em hôm nay cũng đang thả tưởng không cái lúc nào mà mình đi chơi mình sẽ tỉa tắm nó chỉnh chu hơn còn cái lúc mà qua cái giai đoạn mình đi chơi rồi đó thì về mình cứ thả cho nó nó lớn cốt nha anh em chứ không phải hồi nào mà cũng phải tỉa cho nó gọn vô phơm để đi chơi hết á mình tỉa gọn vô phơm thì cái cây của mình nó sẽ tăng cái độ già lên nhưng mà nó 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 sẽ không có bự cốt ha đây những cái giờ mình thả nó um tùm lên hết ha lâu lâu mình mới vô dây dằn chỉnh sửa lại lần định kỳ năm lần hay gì đó ví dụ như chơi 8 tháng chỉnh sửa 3 tháng ở trong đó cái này thả cốt thêm cái này cốt lên còn linh tiền bị đế cũng khá đẹp ha sắm được một số cây như vậy để trong sân chơi là viết rồi chung thì tạm nham sân kiển mà anh em biết rồi đâu phải là cái chỗ để mà mình trưng bày mình chơi đâu mà lúc nào nó cũng phải sạch sẽ gọn gàng đâu nha tại vì cái này là cái sân nuôi cái sân chăm sóc nha, thì nó sẽ rất là nhiều loại trong đây có hàng phôi có có hàng mơ có có hàng hai ba năm tuổi có rồi chỗ nào tống thì cứ nhét vô sân vườn kiển chỗ nuôi mà anh em nó sẽ không có được gọn gọn gàng tôm tắt giống như một cái chỗ trưng bày triển lãm đâu, à, mới đầu cũng sắp ngay hàng thẳng luống đã dữ lắm, rồi bắt đầu cái mua vô cái chặt đất đất nó chặt á, nó nó thiếu cái chỗ để, nó bắt đầu nhét nhét lăng tăng lăng tăng vô, biết à, nó bích dịch luôn, không có đường đi luôn, chứ làm kiển mà ai không muốn gọn sạch sẽ đúng không? nhưng mà nó quá nhiều công việc luôn nè, <laughs> anh em thấy vậy chứ say say làm một mình nuôi cái nói nuôi dữ dằn lắm ha một người nuôi cỡ khoảng 300 cây kiển là nó đã đuối rồi chứ đừng có nói nuôi nhiều ha. xây qua xây lại làm 300 cây một ngày làm một cây đi một năm anh em có 365 ngày từ ra ngày lễ lọc nhậu nhẹt tiếp khách nữa nó cho nó còn 300 ngày chẳng đi một ngày làm một cây anh em nuôi 300 cây là anh em đã xây hết thời gian rồi đó đừng nói chi mà nuôi năm 700 cây ngàn cây kiển xanh đâu phải là làm nhanh đâu làm rất là chi tiết làm một cây cả ngày hai ngày ba ngày chưa xong những cái cây lớn lớn làm năm bảy ngày nó mới xong một cây à, bởi vì những cái cây lớn lớn thì trong sân người ta nuôi tầm khoảng năm bảy chục trăm cây là cùng còn nhỏ nhỏ hơn thì nuôi hai trăm ba trăm cây nhỏ nữa thì nuôi năm bảy trăm cây à, chứ còn cây bự mà nuôi ngàn cây bự đó thì không biết ai đâu làm làm sao kịp à, anh em đang mới đầu làm cái bồn đẹp rồi bắt đầu không có chỗ để cái thảy lên dòng cái thành bồn anh em thấy không à, ổi rồi à. Hỏi bonsai cây này cũng khá là già này nè nè tay cành quái nha cây này sửa cũng lâu năm sửa lâu năm nguyên cái cây từ sửa từ hồi nhỏ đó bắt đầu nó lớn lên nó tăng tạo độ quái với độ già cây cây không phải là nó bự hoành nó mới già cây lâu năm đâu anh em có những cây bằng ngón tay cái bằng cổ tay thôi nhưng mà người ta nuôi hai ba chục năm có tại vì nó nằm trong chậu nó không có chất dinh dưỡng không có tưới phân không có chăm sóc nên nó chỉ tăng cái độ già mà chứ nó không có bự cái hoành còn muốn bự hoành thì phải thả ra ngoài đất mô lớn mô to nó mới lớn hoành anh thương còn cái cây sam khai thác này cây này cũng gọi là thuộc dạng hàng khủng đó, anh em sam khai thác mà kiếm cỡ này giờ hiếm cực kỳ hiếm anh em hồi năm 7 năm một chục năm trước thì nó còn rất là nhiều nhưng mà sau này người ta khai thác hết rồi cái cây này nó cao gần hai mét ngoài á sam à, à, khai thác cây là hai á à, mấy cái mai vàng này cái mai vàng này anh em mình nhìn nhớ không cái bài này là chung cái bài với nhà em nè Nha. mấy cái cây uh, quái quái công công này nè đây một số cây cũng mới vừa vô không ghép mini nè Đó, mới đầu cái bồn cây đâu phải để anh à, em thấy không mới đầu làm cái bồn mai mai vàng cái cây mai vàng nằm giữa nè bắt đầu không có chỗ để cái bắt đầu sách mấy cái cây mini để vòng 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 cái thành bồn chứ chỗ đầu để để cái chặt vườn hết trơn mà để này mình đi dài dài lên cái khu trên nếu cái khu trên thì mai vàng nhiều là anh Thương cũng có nhận nuôi thê một số cây á Đây cái khu tùng của ông nè Cái khu tùng này cũng mới làm mà ông làm hồi tháng rồi nè năm bảy người mà làm đâu cả tháng gì á nè vô dây chỉnh sửa kéo uh, xương chính rồi ghép áp cành đồ đủ thứ hết trơn bày tùng này ông cũng còn tâm mấy trăm cây anh thương vậy chứ đại gia đó anh em đại gia ngầm á nhiều cây lắm tớp nào trên chậu tớp nào nuôi thê tớp nào thả bồn đây, quá đẹp luôn chỉnh sửa cái bài tùng này khoảng 2 đến 3 năm nữa là thành phẩm rất là nhiều nè ổng vô dây ổng chỉnh sửa là mới vừa xong nè nhiều lắm thấy vậy chứ nhiều tùng từ 60 cho đến 8 90 củ cây lùng không à cây tán lùng 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 không à Đây, để đi thẳng qua bên kia qua cái lối mai vàng nuôi thuê cho anh chị em mình ha những cây cũng rất là giá trị nha anh em đó, anh em thấy nguyên cái khu bên kia thấy mệt rồi đó còn qua cái khu mai vàng bên đây nè sáng cũng đang tưới cây em ở không em đi quay nè đây, hàng quái quái cũng nhiều lắm anh em đây, cái thân quái kìa nói chung là sưu tầm mai á, không cần nhiều đâu anh em anh em mình cứ đa số anh em mình sẽ quan tâm về cái số lượng thôi mà anh em không hề quan tâm về cái chất lượng anh em nuôi một 100 cây đi một 100 cây nó không có có đã người ta cũng không có ấn tượng nhưng mà anh em nuôi một hai ba cây mai vàng gì đó vip ha. nó không cần quá to không cần quá nhiều tiền nó chỉ gọn gọn ví dụ như ba bốn mươi năm mươi hoành gì đó thôi nhưng mà cái quái cây ngặt cây khó sưu tầm thì người ta nhìn thấy cây mai của anh em người ta mới nhớ ha. chứ còn không phải là cứ một mét hai mét mà nó thẳng băng ngay trừ đó rồi làm cái gì ha. nó chỉ được cái giá trị là lâu năm cổ lão thôi còn về cái độ đẹp của nó nó không hề có nên mình cũng không còn quan tâm mình chơi bình dân mình chơi gọn nhưng mà cây mình nét cây nó như mấy cái cây gọn 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 gọn, gọn anh em thấy không đó, bài gỗ đế thần được sưu tầm thì mình đó mình nói chơi kiển là chơi cái độ quái độ đẹp độ hiếm mà anh em nó chưa chưa chắc bự ngon bự nhiều khi nó ghẻ ghề nhiều khi anh em mình hỏi mua cây bonsai mini của em cũng vậy cây em nhỏ xíu 10 triệu cây bự chản cũng 10 triệu thôi để tôi mua cây bự ở anh có quyền anh mua cây bự thì bự nhưng mà mua cây bự xong em nói thiệt ví dụ như mua cái cây 50 hoành 10 triệu đi thì anh em mình biết cái, cái nó bự vậy đó mà nó giá tiền như vậy thì nữa anh em mình làm ra nữa anh em mình bán nó cũng đâu có lời đâu Nha, nó không có giá trị sưu tầm còn tuy rằng nó nhỏ nhưng mà nó độc ha nó lên tiền hàng sập nó khác ừ, sáng không tới cây <laughs> sáng em lên sớm thì sáng uống cà phê thì sẵn còn sớm quay lúc gài nắng đi quay đâu có nổi với công chuyện nhà cũng lu bu quá sửa chòi cắt tỉa cây rồi đám tiệc mấy cái đám liên tục luôn mình đi dài dài ha mai bên đây lãnh nuôi thuê cũng có rồi cây chính chủ cũng có nhiều lắm anh em cũng khá ha sáng nội tưới cái thật hai ba tiếng đồng hồ ngày tưới hai lần không sáng tưới chiều tưới lúc gài quay mai cho anh em mình coi nó không có đã đâu lúc gài chủ yếu là anh em mình mai vàng thì quay chỉ thấy cái phơm toàn quay thôi Nha, tới tháng 7 tháng 8 cũng vẫn tròn Chỉ có tới tháng 9 tháng 10 á cái lúc mà gông lá ra để làm nụ hoặc là lãi lá luôn á mình mới gọi nó mới thấy cốt cành nó mới đã chứ còn giờ dạ thì cứ quay đế với tàn phơm tàn thông thôi tại vì nhiều khi cái xương cành ở trong nó rất là đẹp nhưng mà quay đâu có được lá nó nó nhiều quá nó bít chạch hết trơn quay cho nên mình đâu có thấy cái bộ xương nó đâu có đã như kiến xanh vậy um tùm hết tân đâu thấy chỉ cái ngoại từ cái trường hợp là lãi lá xuống mình mới thấy nguyên cái bộ xương cái độ già gút mắt của nó trong đó thôi lúc dài thì chủ yếu là tập trung vô vượt tuyệt từ từ tết cắt đôn tưới dưỡng cho cây phục hồi rồi kế tiếp đó từ tầm khoảng tháng tư cho đến tháng 8 là bắt đầu vượt tược vượt tược tháng tư đến tháng 8 là vượt tược vượt tược vượt tược sung vượt tược cho nó mau bự mập cái cây á rồi tháng tám tháng chín vô dây chỉnh sửa bơm cốt cho mập nó tùy theo giai đoạn nha chứ không phải gì giống như kiển xanh muốn làm sao làm mai vàng nó sẽ tư chia ra từ giai đoạn bây giờ là cứ vượt tược cái nào dư cắt bỏ cứ vượt tược rồi tới tháng 8 đổ lên vô dây chỉnh sửa nào dài quá bấm bỏ đó, vô dây chỉnh sửa tạo nụ tháng 9 tháng 10 tạo nụ 11 12 tháng 11 12 kìm cây kìm cho nụ già không nở bậy ha kìm cây rồi bắt đầu mới gông lá làm nụ nó sẽ tùy theo cái giai đoạn vậy nha anh em chứ không phải mai vàng hứng muốn làm gì là mai vàng giờ đang vượt tượng anh em mình nhảy ra vô dây chỉnh sửa là thất bại nó sẽ ôm nụ đứng đọt ôm nụ nó sẽ nở bậy ha mà vàng là lúc okay, gà, người ta không có cần đẹp xấu gì lúc này tân lúc gà là phải xanh đi được, xanh đi được, khỏe mạnh, vượt được thôi. mấy cây bộ đế này nè theo, đâu có quá xuất sắc đâu, nhưng mà nó khéo cây, à, cốt cạnh tương đối đế phả đều là cái cơ bản của cái cây rồi. Nhiều khi á, cái cây công nghiệp anh em tức lắm anh em ơi, nói chuyện với mấy anh em mà không có có, có chính xác á, mình nói nó cực mệt lắm. Tại sao em nói như vậy? thứ nhất là cái cây đế điều á công nghiệp đế điều quá thì anh em mình nhìn vô tỏi cây gì đâu mà đế như vẻ vậy đó nó không có điểm nhấn anh em phá gì tôi cắt cho nó nó lủng lỗ còn gặp cái cây mà đế bị thiếu cái này trời ơi phải được hai ba cộng đó nữa nó đều do nó đẹp rồi tại nói vậy thì sao biết đường đâu mà làm đúng không điều thì đều nhưng mà người ta tái tạo nó thành một cái bộ đế tự nhiên nó già người ta giật nhịp nó mấy lần cái cây đó dự kiến là nuôi và tầm khoảng 5 năm nó mới đẹp đúng không người ta mới mua về người ta nuôi có năm thứ hai à ta chưa có làm gì tính cây cái năm thứ hai chỉ là thả cốt thôi chưa có đụng chạm chưa có làm gì ta anh em nhìn cho tờ ơi cái cây đó đế công nghiệp nhìn không đã mà ta chưa có thành phẩm đâu ta chưa có thành phẩm mà gặp như người ta cũng có bán cho anh em đâu <laughs> bật nhiều cái nhiều cái trường hợp nó nó nó, nó cắn cưa lắm anh em như cây này cũng mới vô lại nè nè cây này chắc cũng cứu của khách đây cây thì quý nè như cây này đó đơn giản như cây này ha nó không có giá trị nhiều nhưng mà anh em đúng hàng sưu tầm không nó rất là quái làm như cái cúp anh em thấy không nó để sổ lên tên hai và cái cốt cành nó quắn như vậy anh em thấy quái không cực kỳ ha đó, đây là những cái hàng kiện sưu tầm nó không có nhiều trên thị trường đâu ha. hoặc là hình thú đâu cũng vậy hình thú đâu phải dễ kiếm đâu anh em hình thú cực kỳ có giá luôn anh em giờ chơi mai anh em mình đâu muốn hơn người ta phải không anh em mình sưu tầm khoảng 50 cây hình thú đi anh em sẽ nổi tiếng về bên cái mảng hình thú đó đúng không vô nguyên một cái giường cây của tôi toàn bộ là hình thú không nó anh em chơi đi anh em gom được hai ba năm bảy chục cây đi anh em sẽ có tiếng có tâm liền hoặc là giống như của chú tám thôi không mai vàng cái mai đổ là anh em nhắc đâu vượng chú tám rất là nhiều cây đổ luôn đó rồi bây giờ anh em gom được năm bảy chục cây hình thú đi toàn bộ là hình thú ha nó thì anh em người ta sẽ biết đó, anh em là nguyên một cái vườn nó toàn là hình thú không hoặc là cây tông cao văn nhân anh em chơi một loại một thôi đồng ý một loại nó sẽ bị nhàm chán nhưng mà anh em tập trung vô một loại đó thì anh em mình sẽ nổi rất là nhanh hoặc là anh em mình chơi cây cây thoát thân cây văn nhân toàn bộ là văn nhân hết thì mới mốt người ta nhắc đến văn nhân là người ta sẽ biết đó anh em ta nhắc tới hình thú là sẽ gom gì một chỗ đó hoặc là cây đổ thì gom gì một chỗ đó nên anh em mình chơi một kiểu như vậy nó sẽ rất là nhanh nổi hoặc là anh em mình chơi mini hoặc là siêu mini đó siêu mini nhắc tới siêu mini là anh em sẽ năm bảy cả ngàn cây siêu mini thì người ta sẽ nhớ tới anh em mình thôi thấy vậy chứ ông đùi nhiều lắm sáng ông tưới một buổi anh em lúc trước có lính đua tưới nhưng mà bữa nay lính đi về tạm vắng một hai ngày nên ông ra ông tưới nè ông bỏ lệnh gỡ gì lên hết tôi sáng mấy anh em em với anh thương sáng bên út chịch đồ ha út tú nè anh duy út dễ chú tám rồi nói chung là nhà gần, gần gần gần, không à tại vì chung một xã tân thiền mà anh em Đó nên nó cũng khá là gần sáng chạy đầu này đi chơi chạy đầu kia đi chơi sáng tranh thủ 6 giờ sáu mấy mình đi 7 giờ thì bắt đầu về chia tay về mình làm à, tưới cũng phải canh nước nha anh em tùy theo cây cây nào mình cảm thấy mình chăm sóc nó mà mình biết nó hút nước nhiều thì mình sẽ tưới nhiều hút nước ít thì mình sẽ tưới nước ít ha mình sẽ tưới tùy cây chứ không phải muốn tưới bơm đầy bơm đâu rồi cũng hai mấy phút rồi ha thì cũng cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem ủng hộ trong thời gian qua rất là nhiều có thể trong tuần này nhà em đang làm cái tròi lại ha. sắp xếp cây rồi có thể trong tuần này em sẽ lên clip ít hơn À, chừng nào hoàn thiện thì em sẽ cố gắng tập tung lên clip để lấy lại lại tương tác anh em anh em mình xem anh em mình nhớ ủng hộ em nha Một là đăng ký ủng hộ anh em mình có thể là chia sẻ bài viết qua facebook zalo gì đó ủng hộ em nha rồi anh em mình cũng có thể là bình luận thả tim vô tông cái video để cho nó nổi tương tác nên giúp em nha anh em tại hôm nay sơ xuất quá không có mỗi ngày mỗi lên clip được nên nó gớt tương tác rất là mạnh à. tại đang làm trò đồ đùi xèo lần trước rồi không có quay làm clip được máy cắt rồi đóng hàng tùm lum hết tân nó ị sẹo đâu có làm clip được đâu anh em, à, rồi em cũng cảm ơn cô chú anh chị em mình đã ủng hộ em trong thời gian qua rất là nhiều ha, xin chào cô chú anh chị em mình.